thử thách make up đánh lừa thị giác. Dạo này thì cái trend này đang hot quá cơ mà giờ mình mới đú theo được đấy. À thế à? Thế mặt bên này mình sẽ đánh nền sáng hơn một chút nha. Màu mình đang dùng là B01 của nhà Perfect Diary nha. Quả kem nền che phủ quá đỉnh luôn. Quá là thích execution này luôn. Đã vậy còn được tặng thêm một loại thay nữa chứ. Make up bằng đúng một thuật son thôi nha. Kinh ghê. Mắt quá là hút hồn luôn. Bây giờ mình sẽ tô đen những cái viền này nha. Bây giờ mình sẽ chọn son nha. Biết chọn màu nào bây giờ? Toàn màu xinh thôi. Tommy vào này bơm đam mập ở dưới biển băng. Yeah. Mai cùng với Tommy tèo Bắc Nam cất nói cho ta luôn nghe.